Ngày 24 tháng 5, Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó đoàn trưởng đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung đoàn 2 cho biết, đơn vị đấu tranh thành công chuyên án A2-322, bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép ma túy. Trước đó, khuya ngày 23 tháng 4, tại km 20+93, quốc lộ 9, thuộc thôn Tân Xuân 2, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Đoàn 2 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng phối hợp với phòng BC04, Công an tỉnh Quảng Trị, kiểm tra xe taxi 4 chỗ đi từ hướng huyện Đắk Rông về thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của Trần Hoàng Minh Nhật, 25 tuổi, trú tại số 6, xuyệt 30, khu tập thể xã Tắc, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, chứa 19.000 viên nén màu hồng hình trụ và có mùi thơm đặc trưng của ma túy. Bước đầu đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp. Trước đó, đối tượng được một người tên Bớt thuê vận chuyển từ khu vực xã Cam Thành về thành phố Huế với tiền công là 2 triệu đồng.